Chào bạn, đây là Quincy. Tôi tự luyện tiếng Trung để có cơ hội phát âm dạng đa ngôn ngữ, cùng lúc luyện nói tiếng Trung, tiếng Mỹ và tiếng Việt. Tôi nghĩ ra đề mục này. Bài đọc hôm nay chủ đề: My laptop is so slow. 我的电脑太慢了. Máy tính của tôi chậm quá. Bài 60. Trước hết tôi gắn các ký tự phiên âm dưới các con chữ gọi là phiên dinh, và nhờ vậy tôi có thể đọc các con chữ này theo đúng âm quan thoại. 我的电脑太慢了。买一台新的吧。如果我有钱的话，我会的。为什么那么慢？问得好。 Nǐ bǎ tā dài dào diàn nǎo diàn xiù guò mǎ? Rú guò wǒ yǒu xiān, wǒ huì xì de. Hǎo bā, wǒ xiǎng nǐ yào zhè me shǔ hě zhè yòng de. Yǒu shí wǒ xiǎng bǎ tā rén dào shuāng wài. Nǐ bù shì zhēn de xiǎng 那么久? 为什么不是? 你可能会伤到别人的头。 Phần tiếng Anh Việt. My laptop is so slow. 我的电脑太慢了. Máy tính của tôi chậm quá. My laptop is so slow. 我的电脑反应太慢了. Máy tính của tôi phản ứng quá chậm. Buy a new one. Mài di thải xin cho bà. Mua một cái mới vậy. I would if I had the money. 如果我有钱的话，我会的。 Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua. Why is it so slow? 为什么那么慢? Tại sao lại quá chậm? That's a good question. 问得好. Câu nói rất hay. Did you take it to a computer shop? 你把它带到电脑店修过吗? Bạn có mang cái máy tính đến tiệm để sửa chưa? I would if I had the money. 如果我有钱,我会试的. Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mang đi sửa. Well, I guess you have to live with it. 好吧,我想你要这么适合着用的. Thôi vậy, bạn phải cùng sống chung với nó vậy. Sometimes I want to throw it out the window. 有时我想把它扔到窗外. Có lúc tôi muốn quăng nó qua cửa sổ. You don't want to do that. 你不是真的想那么做? Bạn có thật muốn làm thế sao? Why not?
Vì sao không? Tại sao không? You may hit someone in the head. 你可以会伤到别人的头。Vì bạn có thể làm bể đầu một ai đó. Quincy, chào bạn, hẹn gặp lại.